Hello mọi người, là mình Cường đây. Và hôm nay mình sẽ review một cuốn sách có tên là Ngày xưa có một con bò của tác giả Camilo Cruz. Cuốn sách Ngày xưa có một con bò là một cuốn sách kể về một câu chuyện ngụ ngôn của một người thầy muốn dạy cho người học trò của mình về một bài học trong cuộc sống, đó là về sự tầm thường của cuộc sống. Thì để mà người học trò này có thể hiểu sâu sắc được cái vấn đề mà người thầy muốn truyền dạy, thì người thầy này đã dẫn người học trò về một cái làng rất là nghèo. Và hai thầy trò lại đã chọn một cái căn nhà mà nghèo nhất trong cái làng này và xin ở lại trong cái căn nhà đó. Thì căn nhà này nghèo đến mức mà chả có gì trong nhà cả, nhà thì tạm bợ. Nhưng mà điều rất lạ trong cái căn nhà này đó là người ta có một con bò. Và toàn bộ cái nguồn sống của căn nhà này đều từ con bò này mà ra. Thì sau khi mà ở lại được một đêm trong căn nhà này, thì sáng ngày hôm sau hai thầy trò đã dậy sớm. Và người thầy này mới quyết định làm một cái điều, đó là đã giết chết con bò này. Thì ngay cái lúc mà người thầy giết con bò của cái gia đình nghèo này, thì người học trò rất là căm phẫn. Không hiểu tại sao người thầy của mình lại quyết định cắt đứt cái nguồn sống của gia đình nghèo này như vậy. Mặc dù căm phẫn như vậy thì người học trò này cũng chả dám lên tiếng với người thầy của mình. Và bẵng đi một thời gian, khoảng một năm sau đó, thì người thầy lại muốn dẫn người học trò này về lại cái chỗ xưa, nơi mà hai thầy trò hồi trước đã xin ở nhờ và lấy chiếc con bò với cái gia đình đó. Thì người học trò này rất là hoảng sợ, rất là sợ sệt khi mà nhớ lại những cái điều mà thầy trò họ đã làm một năm trước. Khi mà tới được cái căn nhà đó, thì cái căn nhà tạm bợ hồi xưa đã không còn nữa, mà thay vào đó là một căn nhà vừa mới xây xong. Người học trò này rất là bất ngờ và muốn vào để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Thì khi mà vào hỏi thì những người trong nhà thì người ta nói là sau khi mà hai thầy trò này đi thì không biết ai đã vô tâm mà giết con bò của nhà họ, trong khi nhà họ chỉ có mỗi con bò đó là nguồn sống duy nhất. Nhưng mà sau khi mà con bò bị giết đi thì họ không còn cách nào khác, họ phải cuốc đất cày bừa để trồng trọt, để mà có cái nguồn sống cho cả gia đình. Sau khi mà người ta trồng trọt lên thì người ta đã có của ăn, nhưng mà vì dư thừa ra nên người ta quyết định đem đi bán, và từ đó người ta đã có thêm cái nguồn thu nhập. Thì cái bài học rút ra đây là khi mà người ta đã quá ý là đối với cuộc sống của mình hiện tại, thì người ta sẽ không có cái ý chí phấn đấu để vươn lên. Thì đó chỉ là một cái câu chuyện ngụ ngôn, mà từ cái câu chuyện ngụ ngôn về con bò này mà tác giả đã phát triển nó lên để giúp người đọc có thể tìm ra được những cái con bò trong bản thân mình. Những cái con bò này chính là những cái điều thói hư tật xấu của bản thân mình mà đã kìm hãm cái bản thân mình để vượt lên cái số phận và tìm cái cho mình cái thành công. Trong cuốn sách này tác giả chỉ ra rất nhiều cái con bò mà mỗi người đang gặp phải. Đầu tiên là con bò về cái sự biện bạch, về cái sự biện minh cho bản thân mình. Khi mà người ta không có làm được cái điều gì đó thì người ta luôn tìm ra những cái lời biện bạch, và những cái lời biện bạch này thì luôn có cái sức thuyết phục đối với cái người mà nghĩ ra nó. Và cái điều biện bạch này thì luôn kìm hãm cho các bản thân mình phát triển và tìm đến cái con đường thành công trong cuộc sống của mình. Con bò thứ hai mà tác giả muốn nói đến đó là về cái sự tầm thường trong cuộc sống của mình. Khi mà người ta muốn sống một cuộc sống tầm thường thì người ta sẽ không có cái ý chí phấn đấu, không có cái ý chí vươn lên để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và theo như tác giả thì cái kẻ thù lớn nhất của bi đại là tốt. Tức là nếu như chúng ta chỉ dừng ở mức tốt thôi thì cái việc trở nên bi đại thì sẽ không có. Và trong cuốn sách này còn nhắc tới con bò đó là con bò có sự sợ hãi. Khi mà người ta đối mặt với sự sợ hãi thì người ta sẽ đánh mất cái bản thân của mình, đánh mất cái sự tự tin của mình, và do đó sẽ đánh mất, vụt mất đi cái cơ hội của mình để tạo nên cái sự thành công. Thì giống như cái việc bạn muốn đứng lên thuyết trình trước một đám đông, nhưng mà trong thâm tâm của bạn luôn nghĩ là mình không thể làm cái điều này, mình không có cái khả năng, mình không có cái phẩm chất và không có cái tính chất bẩm sinh để làm cái công việc thuyết trình này. Nó sẽ làm cho bạn bị trùng chân, bạn không có thể làm được những cái thành công mà bạn có thể đạt được nếu như bạn làm. Điều này cũng như là việc nếu như mà bạn nghĩ là bạn thành công thì có thể bạn sẽ thành công, nhưng nếu bạn nghĩ là bạn thất bại thì chắc chắn là bạn đã thất bại rồi. Và một cái con bò mà rất là đáng sợ đó là cái con bò mà khi mà bạn gặp thất bại, bạn gặp những cái vấn đề trong cuộc sống của mình thì bạn luôn đổ lỗi cho những người khác mà bạn không có tự nhìn nhận là bản thân mình. Bạn luôn trách móc những cái vấn đề xung quanh mình, ví dụ như là về gia đình, về hoàn cảnh, về tất cả mọi thứ, nhưng bạn không hề nhìn nhận là bản thân của mình, là những cái thất bại đó chính là từ bản thân bạn gây ra. Thì bên cạnh đó tác giả đưa ra được rất nhiều những cái con bò khác, những cái thói xấu tật hư, những cái suy nghĩ không tốt của mỗi người mà có thể làm ảnh hưởng đến bản thân và kìm hãm bản thân mình, từ đó không có thể đạt được những cái thành công như mong đợi. Thì tất cả mọi người đều có những con bò riêng của mình, ít nhất là sẽ có một con bò. Kể cả những người thành công nhất như những người như Bill Gates, như Steve Jobs, hay là kể cả tác giả thì luôn có những con bò trong bản thân của mình. Vì ngay từ đầu cuốn sách này tác giả đã nói là nếu như đọc xong cuốn sách này mà bạn không tìm thấy một con bò nào cho bản thân mình thì đó chính là con bò của bạn.
thì sau khi chỉ rõ ra được những thói hư tật xấu nào, những cái suy nghĩ tiêu cực nào là những cái con bò, định nghĩa về những con bò của mỗi người, thì tác giả sẽ giúp chúng ta cách để loại bỏ ra những con bò đó ra. Thì tổng kết lại, để muốn loại bỏ được con bò của mỗi người thì chúng ta phải thực hiện 5 bước. Bước đầu tiên là chúng ta phải liệt kê ra những con bò mà chúng ta đang có. Bước thứ hai là chúng ta phải xác định được tại sao chúng ta lại đưa những con bò đó vào danh sách liệt kê của mình. Và bước thứ ba là chúng ta phải liệt kê ra được những cái ảnh hưởng tiêu cực khi mà chúng ta đang giữ con bò đó trong cái việc mà chúng ta muốn đạt được cái đích đến thành công của mình. Và bước thứ tư là chúng ta phải liệt kê ra được nếu như chúng ta loại bỏ những con bò đó ra thì chúng ta sẽ có những cái lợi ích gì, những cái mặt tích cực gì cho cái việc mình phấn đấu, mình vươn lên. Và cuối cùng, bước thứ năm đó là việc bạn phải thực hiện những cái hành động đó để đạt được những cái thành công mà bạn mong đợi. Thì cái bài học sau khi mà mình đọc được cái cuốn sách này đó là việc mình có thể biết tự nhìn nhận lại bản thân của mình, biết tìm ra được những cái thói xấu tật hư, những cái suy nghĩ tiêu cực trong bản thân mình, để từ đó tìm ra được những con bò trong cơ thể mình đang sở hữu, và từ đó có thể có biện pháp thích hợp để đạt được tới những cái điều mà mình mong muốn. À, cuốn sách này cũng giúp mình có thể không có đổ lỗi cho những người khác khi mà gặp những cái thất bại, gặp những cái vấn đề trong cuộc sống. Và mỗi khi những cái điều thất bại, những cái điều không tốt nó xảy ra thì mình đầu tiên phải biết nhìn nhận lại bản thân mình trước, để từ đó có thể từ mình có thể khắc phục được những cái nhược điểm đó. Nhưng cảm xúc của mình sau khi đọc cuốn sách này đó là kiểu cái lý do mình không thực sự thích cái cuốn sách Ngày Sau Có Một Con Bò này, đó là việc mình nghĩ mỗi người sẽ có một cái định kiến khác nhau, mỗi người sẽ có một cái định nghĩa về thành công khác nhau, do đó mà họ sẽ có những cái định nghĩa khác nhau về những con bò. Lấy ví dụ thì mình có nhớ có một cái buổi thuyết trình về TED Talk của một diễn giả người Thái Lan. Ông nói về cái việc mà ông từ bỏ tất cả mọi thứ ở thành phố để trở về quê và xây dựng cho mình một cái cuộc sống rất là đỗi bình thường. Thì cái điều này theo như cuốn sách của tác giả Camilo Gross này thì tác giả định nghĩa đó là một con bò, nhưng mà theo cái người thuyết trình ở TED Talk này thì ông nghĩ đó là một cái lối sống riêng trọng. Và cái buổi thuyết trình của người diễn giả này đã truyền cảm hứng đến rất nhiều người. Hiện nay clip ở TED Talk này đã đạt gần đến 9 triệu view. Thì mình nghĩ đó là một cái dẫn chứng cho cái việc mà mỗi người sẽ có những cái quan điểm khác nhau về cái định nghĩa của con bò. Và với mình thì những cái định nghĩa về bò của tác giả có con sẽ đúng, có con sẽ không đúng đối với bản thân mình. Do đó mà mình cũng thực sự không thích lắm về cuốn sách này. Cái thứ hai là trong cái việc mà tác giả định nghĩa ra những bước để mà giúp chúng ta có thể loại bỏ những con bò thì mình nghĩ tác giả còn thiếu một cái, đó là khi mà chúng ta định nghĩa ra những con bò thì chúng ta cần phải liệt kê ra việc nếu như chúng ta loại bỏ những con bò đó thì chúng ta sẽ mất những gì. Ví dụ như việc bạn muốn đọc sách nhiều hơn nhưng mà bạn lại thích chơi game, bạn cũng thích lướt Facebook, thì việc bạn loại bỏ cái hành vi đó ra khỏi cuộc sống của mình thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc sống của bạn. Mặc dù bạn đạt được những thành công đó là bạn có thể đọc sách, có thời gian để đọc sách nhiều hơn, nhưng mà bạn sẽ mất đi những cái thời gian cho việc trợ lý của mình. Thì sẽ luôn có những trade-off trong cái việc mà chúng ta loại bỏ những con bò đó. Thì rất tiếc là trong cuốn sách này có vẻ như tác giả chưa nhắc đến vấn đề này nhiều lắm. Và cái điều mình nhận ra sau khi đọc cuốn sách Ngày Xưa Có Một Con Bò này thì đó là những cái con bò của mình thì hầu hết nó xuất phát từ cái sự lười nhác, từ cái sự ỷ lại và chấp nhận cái cuộc sống thực tại. Thì để giải quyết cái vấn đề này thì thực chất nó không hề là dễ, vì đây đều là những cái vấn đề kiểu kinh điển. Để giải quyết nó thì chúng ta phải giải quyết được những cái bài toán làm sao để loại bỏ được cái sự lười nhác của bản thân, làm sao để tạo ra những cái ý chí vươn lên trong cuộc sống. Thì mình nghĩ những cái bài toán giải quyết để phát triển bản thân này thì không hề dễ. Nhưng nói tóm lại thì cuốn sách Ngày Xưa Có Một Con Bò cũng đáng đọc. Nó sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về bản thân mình, có thể giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân mình mỗi khi có những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống, tạo ra một cái động lực để giúp chúng ta phát triển hơn, để đạt tới được những cái thành công mà mình mong muốn. Và đó là những nhận xét của mình về tác phẩm Ngày Xưa Có Một Con Bò. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.